Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và xác minh KYC cho sàn Binance nhé. Các bạn mà đăng ký tài khoản và xác minh KYC sàn Binance xong thì các bạn có thể vô cái bài viết này của mình để có thể xem thêm và hướng dẫn nạp tiền vào sàn Binance để mua USDT và rút tiền từ Binance về ngân hàng và 5 cách kiếm tiền trên sàn Binance nhé. Đây là bài viết mình tổng hợp các video trên YouTube cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần nhấn vô và các bạn xem thôi nhá. Ok, mình không nói nhiều rồi nhá. Bắt đầu video luôn nhá. Ok, let's go. Thì link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha. Khi bạn đăng ký qua đường link của mình, bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha. Sau bạn click bấm chọn link đó, thì nó sẽ là một giao diện như này. Ok, ở đây bạn sẽ tiến hành chọn quốc gia khu vực cư trú này. Thì bạn chọn cho mình là Việt Nam nha. Sau đó nhấn vào xác nhận ha. Ok, tiếp theo bước này các bạn nhấn vào tạo tài khoản cá nhân cho mình nha. Ok, thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có 4 bước để chúng ta đăng ký tạo tài khoản nha. Bước 1 là nhập thông tin tài khoản này, bước 2 là xác minh email, bước 3 là nhập số điện thoại và cùng là bước 4 là xác minh điện thoại nha. Thì bạn quan sát này, ở đây các bạn sẽ tiến hành nhập email, sau đó các bạn tạo mật khẩu. Rồi kế tiếp nữa các bạn có thể tích chọn hoặc không tích chọn vào tôi đồng ý nhận thông tin cập nhật từ Binance qua email nha. Rồi sau đó các bạn nhấn vào tiếp theo này. Ok, thì ở đây sẽ có mã xác minh 6 số được gửi về email bạn vừa đăng ký này. Bạn mở email lên và nhập mã xác minh vào đây ha. Sau nhập mã xác minh được gửi về email xong rồi, kế tiếp các bạn sẽ nhập số điện thoại dùng cho tài khoản của bạn này. Rồi bạn nhấn vào tiếp theo để tiếp tục nha. Kế tiếp bước này cũng lại có một mã xác minh gồm 6 số được gửi về số điện thoại bạn đăng ký này. Bạn tiến hành nhập vào phần mã xác minh số điện thoại ha. Ok, thì như vậy mình đã đăng ký tạo được khoảng 3 lần thành công nha. Kế tiếp bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xác minh danh tính để bảo vệ tài khoản của chúng ta an toàn và tốt hơn nha. Các bạn nhấn vào xác minh ngay này. Ok, bước này các bạn sẽ nhập số chứng minh thư rồi họ tên này cũng như là ngày tháng năm sinh của bạn ở trên chứng minh thư ha. Rồi sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục này. Sau đó bước thông tin bổ sung, các bạn nhập địa chỉ cư trú cũng như là mã bưu điện. Mã bưu điện ở đây các bạn có thể không điền cũng được nha. Và nhập thành phố bạn đang sinh sống, sau đó nhấn vào tiếp tục này. Tiếp theo ở bước xác minh danh tính này thì các bạn sẽ chọn quốc gia phát hành nha. Thì mặc định đây là Việt Nam rồi. Rồi kế tiếp nữa các bạn sẽ chọn giấy tờ này. Ở đây sẽ có 3 loại giấy tờ nha. Là căn cước do chính phủ cấp này, rồi hộ chiếu và bằng lái xe. Dù đây mình chọn căn cước do chính phủ cấp này. Sau đó bạn nhấn vào tiếp tục ha. Ok, ở bước này các bạn sẽ tiến hành chụp mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân nha. Đó, giấy tờ tùy thân ở đây có thể là căn cước công dân hoặc chứng minh thư nha. Các bạn nhấn vào đây để chụp mặt trước này. Sau đó kế tiếp nhấn vào đây để chụp mặt sau này. Và bạn lưu ý nhé, là giấy tờ phải nguyên gốc, có kích thước đầy đủ, chưa qua chỉnh sửa nha. Rồi đặt giấy tờ trên nền đơn sắc này, cũng như là hình ảnh có màu đủ ánh sáng có thể đọc được. Và không chấp nhận hình ảnh đen trắng này, cũng như là không chấp nhận giấy tờ đã qua chỉnh sửa hoặc kết hạn nha. Ngoài ra các bạn cũng lưu ý thêm này, là kích thước tệp phải từ 10 KB đến 5120 KB và ở định dạng JPG hoặc JPEG hoặc PNG nha. Sau khi chụp xong rồi, các bạn nhấn vào tiếp tục ha. Ok, sau khi gửi mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân rồi thì bạn chờ Binance duyệt ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta bảo mật 2FA để tài khoản Binance của chúng ta an toàn và tốt hơn nha. Các bạn nhấn vào biểu tượng này này, sau đó nhấn chọn nó bảo mật cho mình này. Ok, thì như mình chia sẻ, ở đây các bạn sẽ xác thực hai yếu tố này, tức là 2FA đấy. Đó, các bạn thêm khóa bảo mật này, rồi thêm cả mã Binance hoặc Google Authenticator này, cũng như là xác minh qua số điện thoại và xác minh qua địa chỉ email. Đó. Dưới đây khóa bảo mật thì sao? Các bạn nhấn vào kích hoạt nha. Kế tiếp chọn tiếp tục này. Ok, sau đó các bạn nhấn vào kích hoạt YubiKey này. Kế tiếp nhấn vào OK. Tiếp tục nhấn vào OK tiếp theo này. Ok, thì đây các bạn có thể đọc này. Chèn mã bảo mật của bạn đến cổng USB nha. Đó thì đây các bạn sẽ tiến hành kết nối thiết bị của bạn vào cổng USB nha. Rồi bước 2 này, các bạn sẽ đọc này. Nếu thiết bị có ánh sáng nhấp nháy, nhấn vào nút hoặc đĩa vàng. Ok, sau khi thêm khóa bảo mật rồi, tiếp theo các bạn sẽ tiến hành thêm mã Binance hoặc Google Authenticator nha. Đó, ở đây thì mình thêm rồi này, ví dụ các bạn muốn thêm này. Các bạn sẽ tiến hành tải ứng dụng Authenticator ở trên điện thoại của bạn nha. Sau đó nhập mã xác thực vào đây và nhấn vào tiếp tục ha. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành xác minh qua số điện thoại và xác minh qua địa chỉ email nha. Đó, số điện thoại và địa chỉ email bạn đăng ký đấy. Ngoài ra các bạn có thể thêm mã chống lừa đảo này. Đó, các bạn nhấn vào kích hoạt để thêm nha. Thì ở đây sẽ giải thích mã chống tấn công giả mạo là gì này, cũng như là hoạt động như thế nào, các bạn sẽ đọc nha. Các bạn nhấn vào tạo mã chống tấn công giả mạo này.
thì ở đây các bạn sẽ tiến hành nhập từ 4 cho đến 20 ký tự bình thường nha, và nhấn vào gửi đi để tiến hành tạo mã chống tấn công giả mạo ha. Ok, thì video hướng dẫn của mình cũng đã hết. Nếu các bạn còn gì chưa hiểu thì hãy bình luận ngay dưới video này, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ok, nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và share video này giúp cho mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn.